trường của trường Việt Hàn là rất tốt cho các cái giáo viên, cho các giáo viên nói chung và các giáo viên trẻ nói riêng. Ở đây thì nhà trường đã tạo mọi điều kiện về trang thiết bị hiện đại giúp chúng tôi có thể tiếp cận với cái công việc mới nhanh hơn. Để đạt được những cái thành tựu đó thì bên cạnh sự cái nỗ lực của các giáo viên từ nâng cao về trình độ tay nghề thì còn có cái sự giúp sức của sự quan tâm chỉ đạo rất sát sao của ban giám hiệu nhà trường là cử đi học ở nước ngoài. Bản thân tôi thì đã được cử sang Hàn Quốc đào tạo 2 lần.